Thưa quý vị, cuộc thi máy bay tự chế tại nhà được diễn ra tại nước Nga, tên từ mặt tư khoa. Các thí sinh của cuộc thi tại mặt tư khoa mang tên là Red Bull Flugtag đã sẵn sàng cho các cuộc thử thách đầy kịch tính vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua. Những chiếc máy bay tự chế tạo với đầy đủ kích thước và hình dáng của những loài động vật cho đến các nhân vật trong phim hoạt hình đã được phóng lên trong không trung tại một dòng sông ở thành phố mặt tư khoa. Các thí sinh của cuộc thi đã dũng cảm trèo lên một con dốc cao và trong tiếng cầu nguyện cũng như sự cổ vũ của mọi người, họ đã lao xuống dàn phóng một cách rất hào hứng. Cuộc thi mang tên là Red Bull Flugtag và từ Flugtag có nghĩa là bay cao trong tiếng Đức. Tuy nhiên, tất cả những chiếc máy bay tự chế này đều đã đâm sầm vào mặt nước sau khi lướt trên không trung trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Các đội thi đấu đã xây dựng một chiếc máy bay của mình với 3 tiêu chuẩn được đề ra từ trước. Thứ nhất là khoảng cách nó bay được, thứ hai là độ sáng tạo và thứ ba là tính chất nghệ thuật của việc thiết kế. Các thí sinh của cuộc thi cũng đã thể hiện khiếu hài hước của mình trước các vấn đề chính trị đang xảy ra hiện nay. Họ đã chế tạo chiếc máy bay mang hình dáng đồng rúp của Nga và đồng đô la của Mỹ, rồi cho chúng đâm sầm xuống mặt nước, trong lúc những người cổ động viên khác cũng đã mang những chiếc mặt nạ hình Tổng thống Putin và Tổng thống Obama, rồi bắt tay nhau một cách thân thiện. Anh Alexei Senitsyn, người mang mặt nạ của Tổng thống Putin cho biết, anh hy vọng rằng số điểm thấp kém của đội mình sẽ là một con số mô phỏng chính xác tỷ lệ đối thoại tiền tệ hiện tại của nước Nga. Đội thi đấu của anh mang tên là Dollar Goodbye và tùy thuộc vào khoảng cách mà chiếc máy bay bay được. Họ sẽ tiên đoán tỷ giá hối đoái của đồng Mỹ Kim và đồng rúp. Nếu bay được 10 mét thì tỷ lệ hối đoái sẽ là 10 đồng rúp trên 1 Mỹ Kim. Còn nếu bay được 100 mét thì sẽ là 100 đồng rúp trên 1 Mỹ Kim. Hàng trăm vị khán giả đã cùng tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp khi ngắm nhìn những chiếc máy bay tung sải cánh trên dàn phóng trong tiếng nhạc giòn giã trên dòng sông. Một cư dân trẻ tuổi tại mặt tư khoa tên là Christina cho biết cô cảm thấy rất ấn tượng vì những chiếc máy bay tự chế này, đặc biệt là một chiếc mang tên Kitten on Planes, tạm dịch là máy bay mèo con. Cô nói rằng chiếc máy bay nhìn rất dễ thương và thú vị và cô cũng rất ủng hộ những chú mèo con. Cuộc thi này đã diễn ra tại Nga trong 15 năm qua, thu hút được số lượng lớn những người tham gia với những đội thi đấu hết sức nhiệt tình và những thiết kế khá ấn tượng. Nguồn gốc của cuộc thi này được khởi mào tại Vienna vào năm 1992 và hiện nay đã được tổ chức thường niên tại hơn 100 địa điểm trên toàn thế giới.